gấp hết này, đánh nghe đánh kiểu sành điệu em mới nạ này. Bây giờ mới thấy gọi tiết đánh chân gà. Mập chưa? Không có tí nước nào. Về một chân. Và một tí ớt. Ớt vào. Ớt là phải sở trường. Gia vị các thứ vào. Rau thì ăn ngoài được. Rau ngoài. Tiết gần chú Xuân chú đánh chân gà này, đúng là nãy hồn. Đánh chân gà này quá là điểm. Chuẩn. Chuẩn vị đấy ạ. Ăn nó nạ nạ ngon ngon. Món này kiểu nó giòn giòn của da gà, nó thật của cái gân. Hello, xin chào tất cả đại gia đình. Hôm nay Lê Toàn lại chia sẻ những món ăn dân dã đời thường ở nông thôn. Đây, cô Hiền đang làm món nem. Bà đang nhặt rau. Đấy. Thu thì đang thịt gà. Cô Hoa. Đây, cô Khuyên thì tí mới đến. Đây, cắt mỏng nhĩ. Gồm cả trứng này và miến và đây là cà rốt để mình làm ra cái món gọi là nem này, hành nữa, món nem cổ truyền và thịt ba chỉ nữa nha, thịt xay này. Đây là rau muống này, rau muống đây là nhà trồng được. Đấy. Khoai sọ kia thì mình mua. Kia, đấy. Xong rồi. Hai mẹ con đùm đúm quần áo, hôm nay trời đẹp như này đi mặc áo gọi trông nắng. Cũng như là xẹt ra. Xẹt ra. Cha ơi. Cha ơi. Trời ơi. Nhà nhá. Lại có cái lại có hai món rất ngon cả tiết canh nữa. Ôi giời ơi. Tiết canh. Mình nộp mới vừa được 3 con này. Mỗi con nó rơi vào tầm được khoảng 2 cân hơn 2 cân được cả nhà. Đấy, cái này được cái là nuôi được nên là. Đấy, vịt gà mới vịt đã xong rồi nhỉ. Đấy, đánh 2-3 tiết canh vịt nữa. Đây, mình đã hãm 2 bát nhé. Cái này hãm bằng chanh rồi nhỉ. Đấy, chỉ đánh vào 2 bát. Mỗi một con để cắt được ít quá. Cái này là cô hãm chỉ được 2 bát. Nếu một con này Lê Toàn hãm thì chắc phải được 4-5 bát. Còn ít thì ăn ít rồi nhỉ. Tiết canh chân gà nha các bạn nhá. Rồi đánh tiết canh này là tiết canh đánh một chân gà. Tiết canh vịt đánh chân gà. Các bạn thử xem nào. Tiết canh vịt chân gà nó hơi lạ đấy. Tiết canh vịt nhưng mà bổi lại chân gà cả nhà. Đấy, con này nó nạ cái chỗ đấy. Bạn đánh thử. Làm ra một đĩa. Tiết canh đánh vào chân gà làm đĩa là tuyệt vời. Lột xương nha các bạn nhá. Cái lột xương. Đánh bằng cái gừng đấy cả nhà. Ui giời. Cố gừng mà xong. Ăn nó sáng nó chưa uống gì. Anh cho quay không? Được. Cho quay. Rồi cho vào. Cái làm mà gọi là cho thoải mái vào nước vào. Tiết vào. Bát tiết canh vịt ăn cho nó mát mẻ thằng người.
Tiết canh vịt đánh bằng bổi chân gà. Ăn bổi chân gà là hấp dẫn đấy. Thoải mái nhỉ, cứ cho đầy ắp lên. Có khi còn đông luôn. Đông luôn đấy, cho đầy ắp. Quá tuyệt vời. Muốn xào thịt bò. Đấy là xong rồi cả nhà. Bây giờ đợi Chu Nghĩa tổng hợp đến chiến đấu rồi. Đấy là ba mâm đấy, gọi là anh em người nhà không có ai hết. Hello, xin chào cả nhà. Rồi, xin chào đại gia đình. Cả nhà ăn tiết canh vịt nhá. Tiết canh vịt. Tiết canh vịt nhá, đây là thịt vịt nhá. Quay xuống ạ. Đấy, tiết canh vịt đánh mới bổ chân gà. Đấy, hôm nay nó mới lạ cho đấy. Trời khác người cho đấy. Nào các em gái nhảy rồi, thôi buổi tối an lành, chúc sức khỏe tất cả đại gia đình mời cả nhà trên kênh và nhà đại gia đình nhá. Đang gọi là chiến đấu, mời cả nhà ăn tối với anh em mình, mời tất cả đại gia đình, mời cả nhà đây nhá. Rồi hết đi à. Anh Biển ơi, hết đấy, hai người gặp mặt, hết đi anh, gặp mặt mỗi người mỗi việc, anh đi rảnh anh phải nghỉ ngơi rồi hết luôn. Nhà mình đông tất cả anh em con cháu đồng về làm ba mâm cả nhà. Đấy, mỗi lần cứ đến cái ngày nghỉ là làm mâm cơm với là tập trung anh em lại cho nó đông vui. Đấy như thế. Nem giò. Nồi dài á. Con ăn cái gì đâu? Bốc bướm cả. Anh ăn không? Đúng không? Chú ăn thì ăn được rồi. Chú cậy anh. Làm nóng thì nóng. Ngon. Đồng chí Nghĩa xuống sau. Còn là vàng đang tắm rửa. Chú cái tổng hợp mà đi làm về hơi muộn đấy. Đang về con rửa thịt. Đấy, anh em còn nói chung là vừa ăn vừa đợi. Ăn uống cái gì đấy? Ngồi Chu Xuân mà ngồi với các anh ngồi ăn uống nghiêm túc vào. Còn người lớn. Tình lắm. Cái phao câu, gần cái phao câu. Bẹn gà. Hôm nay em ăn cái phao câu cũng ngon thật. Rất ngon, rất ngon. Thường mình không thích đâu nhưng mà thế nào hôm nay ăn thì cảm thấy ngọt thế. Câu gà. Đấy kèn kèn. Anh nhanh không hết. Tay nó mà nhẹ quá. Quả cắm điện. Hết anh nhá. Hết đi. Chú hết đấy, chú hết anh hết mà. À. Kiểu này êm êm à. Êm êm ngon ngon. Được, kiểu này uống à. Hay. Rồi. Nó phải ăn cho nó tỉnh rượu. Cái gì đây? Ô tỏi. Tỉnh rượu đấy. Tao cũng uống vơi tí thật. 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 Cậu hai à? Cậu hai à? Cậu hai à? Nâu nắm đúng là hồi, nó có khi từ hồi cưới kỳ. Thế thì tí nữa anh mình mấy anh mình sang, hoa sọ ra. Sang. Mấy vui thì mấy anh mình tí nữa đi tập thể đi bộ sang. Sang thăm ông, thăm bà. Sang thăm sợ các em mợ đóng cửa. Em sợ anh không dám sang. Thế. Vịt gà này đều nhà nuôi cả nhà. Đấy nên là ăn rất là ngọt thịt. Mình sang thăm ông thăm bà có gì đâu, sang ngồi nước không thăm ông thăm bà. Khỏe các bà có gì đâu mà sợ. Cứ chớm sang rồi sợ các anh nhẹ đứng vâng xoay với tiền. Ủa này ra đây. Ăn đi. Em ăn vịt không? Ăn vịt à? Cho ngon thì anh thích già, anh thích gặm cổ cánh. Đây đây đầu nhá. Làm dưới. Đây rồi. Đây, anh đang gặm cái cổ cánh rồi. Đưa anh làm. Không ngon mà. Ngọt. Cổ cánh ngọt. Vịt thì nó mỏng mỏng mình nhà ăn mới ngon này. Vịt nhà nuôi nuôi được. Không, đây là nhà nuôi đấy. Không phải không phải mua cả gà. Vịt thì nó dày toàn thịt cá nó bảo bục. Đúng rồi. Loại vịt nó gọi là vịt cỏ.
tươi nó mỏng mình, ăn rất ngọt. Rất ngọt, hàm hàm dưới của vịt. Ngon mà. Mời nhà nhá. Thôi đánh cái cành lấy cái hàm dưới vịt lấy cái cành ngon. Nó có lưỡi. Thôi đánh cái tiết cành bằng cái chân gà ngon. Nó còn đánh cũng được. Chân gà đấy. Chân gà nó hơi ngon đấy. Thì em nhìn thấy chúng ta ra gà, ra chân. Chân ra chân hết. Không có tiền triển khai đâu. Bây giờ chú nghĩ đến mới triển khai cái gọi là cái bắt tiết gọi là canh vịt, đĩa tiết canh vịt. Thịt bò sao? Chả rau muống. Rau muống. Rau muống sao thịt đấy? Rau muống bà Hái ở dưới nhiều. Rau muống ở nhà nhiều, bà kìa. Nhiều món con mà chưa biết chia sẻ những món gì. Rau muống nhà chồng mà. Rau muống sao thịt bò ấy cả nhà nhé. Như đây mà sao thịt trâu, như đây sao thịt bò. Nhà chồng được thì rau nó sạch sẽ, ăn nó chuẩn. Chất lượng. Chú Hào đây, chú bác Khoa mà tốn quá. Khoa nấu hay khen đấy. Phải nấu ngon quá, tốn tốn khoai. Nhưng mà ai không có đổi đĩa thịt lấy khoai. Bây giờ đến chờ mãi. Hello nha. Hello. Nó có cái đầu này. Không trái được. Đầu ở chọc mà không cần. Đấy em nó mặc áo. Chờ ngay đầu chọc thôi. Vào sau. Anh em mình nên kèm cái đầu chọc một cái nhỉ. Đúng là tự xử đầu chọc. Nó được đầu chọc tí nó tự xử đâu. Đầu chọc trong nóc bình vôi không mọc được này, đỡ phải gội đầu cho nó mát. Thái ăn đầu chọc này. Mày có món tiết canh ngon. Hôm qua kia thấy đi ăn tiết canh bê ngon đấy. Tiết canh bê ăn liên tục rồi vã nhiều tiết canh bê không người như là dầu người như là cái bánh ná nhà Tân. Tiết canh bê ăn rất nhiều này, nên phố huyện liên tục tiết canh bê bún phở bò. Nên phố huyện review. Làm từ suốt từ chiều từ từ 3 giờ chiều đấy, đến bây giờ tầm 6 rưỡi tối bắt đầu anh em mới ngồi triển khai được. Nên nhiều món quá nên làm nó lâu cả nhà. Làm xong rồi chờ đợi anh em đến đông đủ nó mới vui. Như thế. Cái mồm có phải mồm nhẹ cứ có mùi nào như bát cước rồi đấy. Còn cái mồm không ngon cái nè. Biết này. Vẫn chưa mặc này. Mẹ cũng đòi cay nhất. Uống chết chưa? Chưa. Ôi thật. Thế thì là con múc này vòng mới. Vòng mới à? Vòng mới đó. Hai vòng rồi à? Để các anh em chờ lâu rồi. Cái này tự xử một mình. Cái này nha. Cái này cái đến sau. À, xong rồi. Cái này là cái đến sau. À biết mấy giờ ăn rồi mà đến sau. Anh có biết mấy giờ ăn thì mới bảo là. Đừng có nói anh gọi cháy hết cả điện thoại suốt từ chiều rồi. Gọi 20 mấy cuộc. Anh có vũ mời. Không, cái đến sau nó còn phải theo thủ tục. Cái này là cái cùng anh em mình. Đấy này còn cái cùng anh em nữa này. Ba cái à? Cái này vào ba ra bảy à? Cái cùng anh em mình. Bà nghĩ mình nghĩ mông bà nghĩ ngồi khoai. Khoai non, ăn cái xương khoai mới ngon. Thôi, mời cả nhà cho làm nốt cái hàm dưới. Làm hàm dưới đi thôi. Làm hai con vịt làm hai hàm dưới mình. Em làm hàm trên. Hàm trên hàm dưới đều ngon, cái giống ninh vịt, ninh khoai này ăn nó ngọt xương đấy. Bành hẳn ra dạng hẳn hai cái hàm. Đớp cái nữa ở giữa. Đấy. Hay thì ngang bên dạng. Chú Xuân chú bành hai cái miệng chú đớp cái nữa ở giữa. Ôi chú anh rồi. Đớp lên nào. Hai ba. Àm đấy. Đấy ăn đúng bài đấy. Ngọt dỉu luôn. Ngọt thật thật. Miến đấy, quyền nó khoáng miến thì nếu mà sở trường của quyền thì nó mà chơi nâng bát một phát. Chuẩn với đĩa xôi. Miến là sở trường.
nào đây anh em mình lại xem đồng cỏ này, múc cho chú Xuân cũng là nhưng mà sao đồng cỏ chứ tôi đi kia người để chén đầy đấy thì... chén đầy chú bưởi ăn muối thôi, nếu đầy thì chú bưởi lại là tí nông dân nó dậy nào keng cái nhảy hay cho nó gọi cá một cái hàng dưới ở mồm rồi nó mới lại đồng cỏ. Mời tất cả đại gia đình. Nhớ anh nhá. Lúc nào nhớ. Quá tuyệt vời mà trời. Các chú mà nhớ đấy anh là đúng rồi, lúc nào phải nhớ. Cả một cái hàm dưới gì? Không một lại nhà. Đã rồi. Rượu này uống ngon, uống êm, ngon. Quên chưa. Đấy. Chưa nắc. Chưa nắc. Đầu nóng không nắc là quên hết cả nhau. Nó quên hết. Đoàn kết anh em cứ phải luôn luôn phải gắn kết. Phá vào tiết đi rồi. Luôn rồi, phá vào tiết đi. Em không ăn đâu. Tiết này ngon lắm đấy. Sáng nay chưa em ăn nhiều quá rồi. Tiết đánh bằng chân gà đấy. Nó biển cứ tự xử. Cái này nó được cái nó uống nó tự xử thôi. Thôi mà ở nhà nhá. Bây giờ cái món này mình đang thèm. Đang háo mình tự xử tí. Xin phép ông biển nhá. Vâng. Quyền nhá. Chú xin phép toàn thể anh em trong mâm nhá. Cứ xử đi. Tiết này mình đánh bằng chân gà đấy. Gà nó giòn. Tiết đánh chân gà đẳng cấp hết này, đánh kiểu sành điệu em mới nạ này. Bây giờ mới thấy gọi tiết đánh chân gà. Mập chưa? Không có tí nước nào. Ui trời. Về một trời. Ma ruột. Ma ruột. Được. Cho biển làm miếng cho đỡ thèm. Đưa cái biển ăn miếng đỡ thèm. Đưa anh Vinh với mình xem. Miếng đỡ thèm làm miếng. Đấy. Chân, anh. Chân gà nó mới nạ như thế bình thường thì anh lại phải có tí chanh vào. Chanh. Và một tí ớt. Ớt vào. Ớt là phải sở trường. Gia vị các thứ vào. Rau thì ăn ngoài được. Rau ngoài. Tiếp gần chú Xuân chú đánh chân gà này cũng lại hùng. Đánh chân gà này quá là chuẩn. Chuẩn vị đấy ạ. Ăn nó nạ ngon. Món này kiểu nó giòn của da gà, nó thịt của cái gân. Đúng rồi, ngon. Được, chấn được đấy. Là cho Nghĩa triển khai làm view cho cả nhà. Một miếng là đây rồi, quay đây. À, Ken quên, còn quên cả rượu này. Chú đánh nhắc nhở, Ken nhắc nhở đây, phải chịu. Mày quá, chú kia tôi nhắc lại. Mày lại phải làm miếng nữa. Làm miếng nữa đi, cần gì nữa. Ngon quá, phải làm đấy, may phải làm miếng nữa, có một đĩa nước canh. May còn làm miếng nữa. Đấy, nhắc phát nữa là 3 miếng. Giòn hú. Mỗi người chỉ một miếng thôi. Ôi, tự xử đi cần gì nữa. Cái giòn là cái gân gà, giòn giật cái gân gà. Đấy, phá cái canh tự xử. Tự Ken. Con sọ đấy. Đấy. Ba đây rồi. Ớt vào. Cà vào ba đây anh. Cà muối đấy, cà nhà muối được, ngon. Ừ, trắng đấy nhỉ. Trắng phao này, tôi nghĩ ăn nào cái gọi là cái... Đấy, gắp. Này, gắp tiết canh bây giờ không. Ba ơi. Ăn nó ngon quá. Quá tuyệt vời. Ăn được không? Rồi, xin mời đại gia đình. Giòn ăn nó cảm thấy mới lạ, nó ngon nhỉ. Quá. Nào giờ chú làm miếng tiết mời cả nhà, nó mát ruột. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cắt lại chân gà này. Chân gà ngồi rượu say. Cắt cơn cái nhưng mà tí là phải phần cho cụ Khuyên một miếng. Cơn ngồi rượu say. Cụ Khuyên có thích ăn cái tiết canh vịt này từ nãy giờ không này thì vẫn quên. Để ý rồi. Cố nhìn từ lâu, hơi lâu đấy. Thằng nào cũng đảo liên tục. Đảo mắt liên tục. Mắt như đi. Đảo liên tục. Tiết canh vịt nhịn đánh bằng chân gà nó ra nó giòn mà cái nhai cái gân gà nó sứt ăn nó ngon mới lạ. Nhưng mà kiếm đâu ra được cái chân để mà đánh cái này thì cũng chẳng mất cái. Tả nào ta chẳng nhìn cái chân này ta đang bảo ai Xuân gặp hết rồi. Chân nào? Chân vịt rồi. Đấy. Để cho Khuyên. Rồi có tuyệt vời. Đây là phần của Khuyên miếng này từ nãy giờ ngồi bên này cứ nhìn sang bên đây. Đấy. Vì có món chân gà rút nên là nghe thế là lạ. Đấy. Tiết canh chân nha. Gà. Tiết canh vịt chân gà. Ăn ngon mới lạ, ngon. Giòn sật. Giòn sật nghe quen lắm. Thế có cô nào ăn được không? Đấy. Ăn miếng nữa đấy. Rồi. Ôi, tuyệt vời mà trời. Chào cả nhà gái, hẹn cả nhà clip tiếp theo nhỉ. Rồi video này toàn quay có thời lượng, mình sẽ tạm dừng clip ở đây, hẹn cả nhà xem clip tiếp theo. Mình,
anh em mà chia sẻ cái mâm cơm gia đình nó đơn giản như vậy rồi. Xin chào tất cả anh em nhá. Chào anh chị em nhá. Hẹn gặp lại clip tiếp theo. Rồi, thank you mọi người.